Xin chào quý vị, anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình bàn cờ quân sự trên thế giới cũng như xung đột diễn ra ở tại Ukraine và Trung Đông và Đông Bắc Á. Tình hình Ukraine ngày hôm nay chúng ta đang thấy cái nước cờ rút chạy mà như Ukraine tuyên bố. Chúng tôi rút lui nhưng mà gây thiệt hại lớn nhất cho Nga có thể. Đây là chiến thuật mà ông Chi kia đã nói trong suốt, đó là hơn một tháng vừa qua. Nhưng mà kết quả của Ukraine và NATO ngày hôm nay thì cũng đang chờ đợi những phán quyết mới và chính sách mới của Donald Trump. Sự rung lắc ngày càng mạnh hơn của chính NATO và của EU vì chưa biết là chính sách của Donald Trump như thế nào. Và điều hiển nhiên thì chúng ta cũng nhìn nhận là sau gần 3 năm, cái nỗ lực của phương Tây đã thất bại. Thì chính sách gì của Donald Trump đi chăng nữa thì Ukraine cũng vẫn nằm trong trạng thái thất bại mà thôi. Nếu như có thể giúp cho Ukraine cân bằng lực lượng trên chiến trường hay áp đảo Nga, thì trong 3 năm qua tôi tin tưởng là phương Tây cũng đã tung ra rồi, chứ không phải chờ đợi cho đến tận ngày hôm nay nữa. Trong ngày hôm qua 15 tháng 11 thì ông Olaf Scholz, thủ tướng nước Đức, nền kinh tế đầu tàu của châu Âu, cũng đã cuộc điện đàm với đại tổng thống Putin với cái lời đề nghị là thiết lập hòa bình đàm phán để chấm dứt xung đột và hòa bình công bằng và lâu dài cho Ukraine. Đương nhiên là phía Nga đồng ý không từ chối vấn đề đàm phán hòa bình, nhưng phải dựa trên thực địa, dựa trên các điều kiện của Liên bang Nga chứ không phải dựa trên các điều kiện của phương Tây. Ngày hôm nay Ukraine vẫn còn quân đội ở tại Kut và Ukraine vẫn tiếp tục viện binh về khu vực này để chơi tất tay với canh bạc Kut với Liên bang Nga. Thì câu chuyện đàm phán hòa bình nó vẫn còn rất là xa, chưa thể tiến tới đàm phán được. Trước tình thế cam go căng thẳng của cả Ukraine và NATO, căng thẳng với cả châu Âu, thì trong thời gian vừa qua chúng ta cũng thấy là Mỹ này, EU này, NATO và Ukraine cùng với lại Hàn Quốc đã ngày đêm tuyên truyền về việc Triều Tiên đã đưa quân đội tới Liên bang Nga để huấn luyện, sau đó thì chiến đấu với lại quân Nga ở tại Kut cũng như là trên lãnh thổ của Ukraine, đúng không? Rất nhiều nguồn tin đưa như vậy, tình báo của Mỹ, tình báo Ukraine rồi châu Âu, NATO đều đưa ra tin tương tự như vậy. Đối với Nga thì đây là cái cớ mà phương Tây muốn lấy cái cớ này để đưa quân đội vào giúp cho Ukraine thôi. Nhưng mà đưa quân đội vào mà không có lá chắn phòng thủ và đầy đủ đạn dược khí tài thì đưa quân đội vào cũng ra về với quan tài kẽm thôi, chứ không có gì tốt đẹp hơn cả. Và tới ngày hôm nay cao trào hơn nữa thì lại rộ nghi vấn là Triều Tiên đưa pháo tới Nga giữa lúc xung đột ở tại Kut đang leo thang căng thẳng. Nếu điều này thực sự xảy ra thì báo động cho phương Tây thực thể rồi. Bởi vì Triều Tiên có số lượng đạn pháo quá lớn. Có thể quân đội Triều Tiên có mặt ở tại Nga thật. Và Triều Tiên chỉ đưa tới khoảng độ 1.000 khẩu pháo, đúng không? 1.000 khẩu pháo thôi nhé, tôi nói 1.000 khẩu pháo. Trong số 21.000 khẩu pháo của Triều Tiên đấy thì mang sang khoảng 1.000 khẩu. Kèm theo nữa là đạn pháo đầy đủ cho hệ thống pháo của Triều Tiên. Và toàn bộ đều là do lực lượng Triều Tiên vận hành. Thì đây cũng là một cái cơ hội để cho lực lượng của Triều Tiên được tham gia thực chiến và vận hành hệ thống pháo của chính mình. Thì nó là một cơn ác mộng đối với Mỹ và Âu. Thực sự nó là cơn ác mộng. Vì trong cuộc chiến tranh hiện đại như bây giờ, ngoài vũ khí tầm xa, tác chiến điện tử, hỏa lực trên không cùng với hàng không vũ trụ đấy, đúng không? Thì nó rất cần tới hệ thống pháo binh. Gần như nó là sản phẩm chủ lực, chứ không phải là súng trường nữa, mà là pháo binh là chủ lực. Súng trường chỉ là cái câu chuyện để giành lại, tức là kiểm soát lãnh thổ thôi, chứ để cuộc chiến trên chiến trường thì nó là pháo binh cơ. Bây giờ mà có 1.000 khẩu pháo của Triều mà sang tới Nga chiến đấu cùng quân Nga đánh Ukraine thì đúng là cơn ác mộng với Mỹ và Âu luôn. Các bức ảnh trên mạng xã hội dường như cho thấy là các khẩu pháo của Triều Tiên đã được chuyển tới Liên bang Nga. Một số hình ảnh được đăng tải trên một số nền tảng mạng xã hội là những khẩu pháo được cho là của Triều Tiên đang được chở trên những con tàu vận chuyển đường sắt. Theo các trang tin Kyiv Post thì blogger thân Nga cùng một số tài khoản khác đã đăng tải các bức ảnh trên Telegram, trong đó ghi lại hình ảnh được cho là các toa tàu chở hệ thống pháo tự hành M1978, đó là Kosan 170 mini của Triều Tiên ở tại Nga. Cùng ngày thì blogger thân Ukraine đã đăng tải một bài viết, trong đó có các hình ảnh được định vị tại các đường dây ở gần, đó là Yanov Ira ở tại Nga.
Trang tin Newsweek cũng cho biết là một kênh Telegram của Nga đã công bố bức ảnh cho thấy là hai khẩu pháo được vận chuyển trên đường sắt và đưa ra đó chiến trường. Trước đó vào tháng 9, thì Ukraine tuyên bố là phá hủy kho dự trữ đáng kể tên lửa đạn pháo của Triều Tiên trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn vào một kho quân sự của Nga. Nếu nguồn tin này là đúng, thì chúng ta cứ đưa ra một giả thuyết ấy, là 1.000 khẩu pháo của Triều Tiên sẽ được đưa tới cho quân đội Triều Tiên vận hành nó. Thì đây là một cái tin gọi là báo động đối với Ukraine đấy. 1.000 khẩu pháo, nếu mỗi một khẩu cần tới khoảng độ kíp 8 người thì là gần 8.000 người rồi, đúng không? Cả lực lượng bộ binh nữa thì tôi nghĩ rằng Triều Tiên có thể đang chuyển tới Nga ấy, khoảng 100.000 binh sĩ thật đấy. Rồi, khiến cho Ukraine và NATO ngồi lên chảo lửa thôi. Thế thì trước cái tình thế mà được cho là đồng minh của Nga là Triều Tiên, trong hiệp ước phòng thủ chung hỗ trợ lẫn nhau đấy, đang đi tới di chuyển tới Nga trong cái thời điểm cam go khó khăn, then chốt của Ukraine, thì Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cáo buộc các quan chức EU nói dối. Bộ trưởng Quốc phòng của Ukraine Umerov đã cáo buộc các quan chức giấu tên của Liên minh châu Âu đã phát tán thông tin sai lệch trên các phương tiện truyền thông của phương Tây và lập trường của Ukraine về việc nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy đảm bảo an ninh. Phát biểu tại một cuộc họp báo thì ông Umerov đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo cho rằng Kiev sẵn sàng từ bỏ yêu sách về đất đai, coi đó là lời nói dối và tuyên truyền của Nga. Các báo cáo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông phương Tây, bao gồm New York Times và Financial Times, đã trích dẫn lời các quan chức và nhà ngoại giao Tây Âu giấu tên cho biết là Ukraine có thể thay đổi lập trường sau kết quả cuộc bầu cử gần đây tại đó là Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Umerov nhấn mạnh rằng lập trường của Ukraine vẫn không thay đổi. Toàn vẹn lãnh thổ là một phần trong các giá trị của chúng tôi. Umerov tuyên bố tái khẳng định rằng là Ukraine cam kết đòi lại toàn bộ đất đai đã mất vào tay Nga kể từ năm 2014. Ông nhấn mạnh rằng là bất kỳ báo cáo nào cho rằng là Kiev sẽ thay đổi các ưu tiên của mình đều là sai sự thật. Vậy thì càng rộng đường cho Nga thống nhất dân tộc thôi. Cháo gì khác nữa. Tức là muốn giành lại cả bán đảo Crimea đấy, đúng không? Vậy thì kết quả cuối cùng Ukraine sẽ không còn trên bản đồ của thế giới nữa. Ngày hôm nay châu Âu sức đâu ra mà hỗ trợ cho Ukraine? Sức đâu ra phương Tây tập thể có thể bù đắp lại những cái khoản tổn thất ở trên chiến trường? Hàng trăm ngàn binh sĩ, hàng chục ngàn viên đạn dược mỗi một ngày và nhiều các loại khí tài cần thiết khác nữa để hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine. Bây giờ Ukraine nhận được một cái khoản viện trợ đủ lớn để bảo vệ bầu trời cùng với việc xây dựng lá chắn phòng thủ kiên cố và hệ thống pháo binh để cầm chân Nga thôi cũng là một vấn đề lớn đối với Ukraine rồi. Trong khi đó, ở Pháp đưa ra tuyên bố khẩn cấp cho kế hoạch phát triển hạt nhân của Kiev. Gần đây có nguồn tin cho rằng là Ukraine sẽ phát triển vũ khí hạt nhân nếu như Mỹ cắt viện trợ. Đối với Ukraine thì coi việc này là quan trọng để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ cho mình. Nhưng mà người ta đều biết rằng đây chỉ là trò chơi tung đòn gió. Ukraine cũng nhiều lần bác bỏ thông tin này, rằng chúng tôi không có ý để sản xuất vũ khí hạt nhân, ngay kể cả là Mỹ không viện trợ. Sau chiến thắng của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc bầu cử thì NATO sẽ thể hiện sự quan tâm đến việc thực hiện chương trình hạt nhân của Ukraine, lãnh đạo những người yêu nước Pháp chia sẻ. Trước đó, tờ Time của Anh đưa tin dẫn báo cáo do các nhà nghiên cứu Ukraine chuẩn bị cho Bộ Quốc phòng ấy, nói rằng là Kiev có thể phát triển bom hạt nhân trong vòng vài tháng nếu như Mỹ cắt viện trợ quân sự. Thật dễ dàng để hình dung rằng các chính trị gia của NATO thất vọng trước chiến thắng của Donald Trump đã để mắt đến báo cáo này của Ukraine. Chính trị gia kêu gọi phương Tây chấm dứt sự điên rồ này dưới hình thức hỗ trợ cho chế độ Zelensky, chấm dứt sự chi tiền cho chiến tranh và lựa chọn hòa bình là con đường tốt nhất. Trước đó, Ukraine từng kêu gọi phương Tây mời nước này gia nhập NATO càng sớm càng tốt, đồng thời đe dọa chế tạo vũ khí hạt nhân. Tờ báo của Đức dẫn lời các quan chức Ukraine cho biết là Kiev được cho là có thể chế tạo loại vũ khí này trong vòng vài tuần. Như Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố, việc chế tạo vũ khí hạt nhân trong thế giới hiện đại không khó, nhưng vấn đề chưa rõ liệu Ukraine có đủ khả năng để làm được việc này hay không. Ông cũng gọi những tin tức nói rằng là ở nước này có thể sản xuất được loại vũ khí trên là một sự khiêu khích. Theo ông thì bất kỳ bước đi nào theo hướng này từ phía Ukraine sẽ gặp phải phản ứng thích đáng và phù hợp
và Nga sẽ không cho phép Kiev chế tạo vũ khí hạt nhân trong bất kỳ trường hợp nào. Ngoài ra, Tổng thống Putin còn đảm bảo rằng Moscow sẽ theo dõi xem có quốc gia phương Tây nào muốn chuyển giao những vũ khí như vậy cho Ukraine hay là không. Đây chỉ là tin tức mang tính chất là tạo ra đòn tâm lý chiến. Thế thì trước cái tình thế mà nghi ngờ Ukraine có khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân thì Ukraine tuyên bố không có ý định chế tạo bom hạt nhân. Ukraine khẳng định nước này không có ý định chế tạo bom hạt nhân, nhưng kể cả kịch bản đó xảy ra thì nó cũng khó làm thay đổi cục diện trên chiến trường. Tức là ngày hôm nay tới mức là kể cả là có vũ khí hạt nhân cũng không đảo ngược tình thế chiến trường, thì chúng ta đủ biết lực lượng vũ trang Ukraine ở ngoài chiến tuyến đang cam go khó khăn rút lui tháo chạy như thế nào rồi. Đó. Ukraine không có ý định chế tạo bom hạt nhân vì điều này cũng khó có thể thay đổi được đáng kể tình hình trên chiến tuyến. Ông cố vấn của tránh văn phòng tổng thống Ukraine chia sẻ, nếu đây này chế tạo bom hạt nhân này thực sự là một quyết định có thể thay đổi hoàn toàn những gì đang diễn ra ở tuyến đầu, thì bất chấp mọi khó khăn về mặt pháp lý và danh tiếng, Ukraine có thể cân nhắc, nhưng đây không phải là quyết định sẽ mang lại cho chúng tôi những thay đổi đáng kể trên tuyến đầu. Tức là có bom hạt nhân cũng không thể thay đổi được cái gì. Theo ông thì những thay đổi trên mặt trận sẽ đến từ việc Ukraine có đủ vũ khí, đặc biệt là vũ khí tầm xa, cũng như là được phép tấn công sâu lãnh thổ của Nga. Điều này chắc chắn sẽ mang lại những thay đổi trên mặt trận. Và để làm được điều đó, chúng tôi cần sự hỗ trợ từ đồng minh cho hoạt động đầu tư sản xuất quân sự và cung cấp trực tiếp vũ khí đã có trong kho. Ông cho rằng là ngay cả trong kịch bản Ukraine có thể phát triển vũ khí hạt nhân, thì Kiev cũng không thể ngăn chặn được một quốc gia có kho vũ khí hạt nhân lớn thứ hai thế giới. Ám chỉ là Liên bang Nga. Trong tuần này thì tờ báo của Anh, tờ Time, tờ The Time ấy, dẫn nguồn tin cho rằng là Ukraine đang có kế hoạch nên chương trình để sản xuất bom hạt nhân. Thế nhưng cố vấn tránh văn phòng của ông Zelensky thì lại tuyên bố, kể cả là điều này có xảy ra thì cũng không thay đổi được tình thế trên chiến trường. Vậy thì cái gì sẽ giúp cho Ukraine thay đổi được tình thế trên chiến trường đấy? Điều gì sẽ thay đổi được đấy? Điều duy nhất mà Ukraine đang yêu cầu là vũ khí tầm xa, đầy đủ các loại khí tài, nhưng mà nhân lực đâu để mà vận hành, nhân lực đâu để mà chiến đấu. Trong khi đó Ukraine đang rút lui chiến thuật, tiếp tục rút lui chiến thuật, răng bẫy đánh lừa Nga ở Tây Cút. Không biết là ai răng bẫy đánh lừa Nga ở Tây Cút ở đấy. Bắt đầu báo cáo kết quả có lợi cho Ukraine ở tại khu vực Cút. Truyền thông Ukraine nói rằng là lực lượng nước này đã rút lui có tính toán ở Cút khi Nga phản công, nhằm tạo ra một cái bẫy mới với dành cho phía đó là một câu ghê quá. Trang tin của Ukraine cho hay là tại mặt trận Cút, Kiev đã rút lui ở một số khu vực nhằm dụ các đơn vị của cơ giới hóa của Nga tiến vào các vùng đất thấp ấy, trước khi cô lập phía Moscow bằng các cuộc tấn công từ trên đồi và cao điểm đó là xung quanh, mẹ nói như là trận địa của nhà mình. Trong khi đó ngày hôm qua thì Nga tung một cái video, Nga sử dụng robot để tuyên truyền bằng loa phóng thanh cùng với là UAV phát loa phóng thanh kêu gọi quân đội Ukraine đầu hàng. Thế một số lực lượng là không chịu đầu hàng, mà kết quả là Nga sử dụng pháo binh tấn công trực diện và tiếp tục kêu gọi ra đầu hàng, và kết quả họ đã lựa chọn con đường hạ súng và đầu hàng quân Nga. Ngày hôm nay lại tuyên truyền rất có lợi cho mặt trận Cút, cho Ukraine. Theo trang tin này thì Ukraine đã thực hiện một cuộc điều động chiến thuật phức tạp để kìm chân mũi tấn công của Nga, khiến nhóm này bị bao vây khi đang ở vùng đất thấp. Trước đó Nga đã mở mũi tấn công ấy, thâm nhập sâu vào các khu vực. Ukraine khi đó nhận ra rằng nếu họ đấu giáp lá cà với lực lượng xe cơ giới hùng hậu của Nga, Kiev sẽ hứng chịu thiệt hại vô cùng lớn. Vì vậy Ukraine đã quyết định rút lui chiến thuật khỏi các vị trí mà Nga tấn công để tới những khu vực mà họ có địa thế thuận lợi hơn. Hàng không vũ trụ của Nga chắc để thấp hơn, không mang ra để sử dụng sao một cao điểm cho Ukraine. Hệ thống phòng không không có, hỏa lực trên cao trên tầm xa không có. Khu vực Cút chỉ là mồ chôn cho binh sĩ Ukraine. Các con đường và khu vực định cư chạy qua vùng đất thấp được bao quanh bởi rừng và đồi ở phía tây và phía đông. Ukraine đã rút khỏi các khu định cư này để lên vùng đất cao, sau đó chờ đoàn xe của Nga đi qua rồi kích hoạt trận địa mìn và thả máy bay không người lái UAV để tiêu diệt lực lượng vũ trang Liên bang Nga.
Đây gọi là chiến thuật mà các cháu vận vàng đã hết lời ca ngợi. Trong khi đó Nga đang đưa lực lượng tinh nhuệ nhất đến Cút để bào mòn và tiêu diệt lực lượng. 33.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng. Hàng ngàn trang bị phương Tây viện trợ cho Ukraine cũng đã bị đăng xuất. Ngày hôm nay vẫn còn đưa ra kết quả rất có lợi cho Ukraine ở mặt trận Cút. Thì chỉ có thể là chính quyền ông Zelensky mới nghĩ ra được những trò chơi tuyên truyền này. Trong khi đó ông Trump nói sẽ làm việc chăm chỉ để giải quyết xung đột ở Ukraine. Chăm chỉ đi tới đâu chăng nữa thì ông Donald Trump cũng cần phải dựa vào ngành công nghiệp quốc phòng của mình. Liệu có đủ sức để đáp ứng cho nhu cầu Ukraine nếu như ông quyết định quay trở lại để ủng hộ cho Ukraine mà không phải chấm dứt xung đột. Donald Trump là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, nói rằng đã đến lúc chấm dứt xung đột ở Ukraine, đồng thời hứa một lần nữa sẽ làm việc chăm chỉ về vấn đề này. Chúng tôi sẽ nỗ lực giải quyết vấn đề Trung Đông và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức giải quyết vấn đề của Nga và Ukraine. Đã đến lúc xung đột phải dừng lại, đã đến lúc Nga và Ukraine phải dừng lại, ông Trump tuyên bố, ghê quá. Tuy nhiên thì ông không tiết lộ chi tiết kế hoạch giải quyết xung đột Ukraine như thế nào. Ông Trump đã nhiều lần lên tiếng về chủ đề xung đột Ukraine. Một trong những đảm bảo khi tranh cử của ông là lời hứa sẽ giải quyết xung đột trong vòng một ngày. Liên bang Nga cho rằng đây là một vấn đề quá phức tạp và không thể giải quyết được vấn đề Ukraine trong vòng một ngày. Và phía Nga cũng đang sẵn sàng chờ đợi kế hoạch đề xuất đến từ chính quyền mới, chính quyền Donald Trump. Thực sự Đông Âu với lại NATO và EU bây giờ nó đã nát bươm rồi. Riêng con đường viện trợ và bầu trời của Ukraine không còn gì để mà nói nữa. Dù phương Tây không muốn thì cũng phải thừa nhận Ukraine đã hoàn toàn nát bét, thất bại. Thảm bại ở cái mức độ là Nga buộc Ukraine và NATO phải đánh theo cách đánh của người Nga. Thì đấy mới là sự thất bại đau đớn, vô cùng đau đớn luôn. Đó. Chiến trường ngày hôm nay bị kéo căng. Nga không chỉ giải phóng Donbass mà đang tấn công mạnh ở tại Kharkov và đe dọa trận đánh lớn ở Zaporizhia và tấn công mặt trận ở miền Nam. Ukraine làm gì có cơ hội mà chi viện quân. Có một số lượng quân dự bị thì đang chi viện cho mặt trận Sumy để giải vây cho Cút. Và đến bây giờ thì thừa nhận là chúng tôi đang rút lui về một số mặt trận ở tại Cút đấy, để tạo ra một cái bẫy chiến lược gây thiệt hại cho Nga. Đây là cái bẫy chiến lược ở trên truyền thông của phương Tây tập thể, của Ukraine. Còn Tổng thống Putin chia sẻ rằng các thỏa thuận với Ukraine phải tính đến lợi ích của Nga và thực tế trên thực địa, chứ không phải là chỉ chấm dứt xung đột và đóng băng xung đột. Các thỏa thuận khả thi về Ukraine nên tính đến lợi ích an ninh của Nga và dựa trên thực tế lãnh thổ. Tổng thống Nga Putin tuyên bố điều này với Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong một cuộc điện đàm. Nội dung được cơ quan báo chí Điện Kremlin cung cấp. Điện Kremlin cho biết là các thỏa thuận khả thi phải tính đến lợi ích của Liên bang Nga trong lĩnh vực an ninh, dựa trên thực tế lãnh thổ mới và quan trọng nhất là loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, tức là đưa biên giới NATO về 1997, đúng không? Liên bang Nga không từ chối đàm phán về Ukraine. Về triển vọng giải quyết cuộc xung đột bằng chính trị và ngoại giao, Tổng thống Putin lưu ý phía Nga chưa bao giờ từ chối và sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán vốn bị gián đoạn do chính quyền Kiev. Các đề xuất của Nga được nhiều người biết đến và đặc biệt đã được nêu rõ trong bài phát biểu vào hồi tháng 6. Sự xuống cấp của quan hệ giữa Liên bang Nga và Đức do đường lối của Berlin, tình hình trong quan hệ của Nga-Đức cũng được đề cập đến để Điện Kremlin cho biết thêm. Tổng thống Putin lưu ý sự xuống cấp giữa chưa từng có về mối quan hệ là hậu quả đường lối không thân thiện của chính quyền Đức hiện tại. Putin đổ lỗi cho NATO về việc xung đột ở tại Ukraine. Tổng thống Putin nhắc lại cuộc khủng hoảng hiện nay là kết quả trực tiếp của chính sách hung hăng trong nhiều năm qua NATO nhằm tạo bàn đạp chống Nga trên lãnh thổ Ukraine, đồng thời phớt lờ lợi ích của đất nước chúng tôi trong lĩnh vực an ninh và chà đạp các quyền của cư dân nói tiếng Nga ở tại Ukraine. Vậy là ngày hôm nay chúng ta đang thấy để chấm dứt xung đột thì chỉ có cách duy nhất là thực hiện theo điều kiện của Nga đó. Còn Tổng thống đắc cử Donald Trump là xung đột Nga-Ukraine phải chấm dứt. Hô hào to. Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump tuyên bố chính quyền của ông sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết xung đột Nga và Ukraine. Và xung đột này phải chấm dứt và phải dừng lại, không thể tiếp tục được nữa. Đây là nỗ lực để thực hiện lời hứa của cựu Tổng thống Donald Trump sau khi ra đắc cử. Còn Thủ tướng Đức điện đàm với Tổng thống Nga chấm dứt sự cô lập của phương Tây với một câu này. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã lần đầu tiên sau gần 2 năm cuộc trao đổi với Tổng thống Putin ngày 15 tháng 11 trong bối cảnh nhà lãnh đạo Đức chuẩn bị cho một cuộc bầu cử sớm
và châu Âu đang chờ đợi kế hoạch chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump kế hoạch gọi là hòa bình công bằng và bền vững. Đây cũng có thể là một kế hoạch tuyên truyền cho Thủ tướng Olaf Scholz trong cuộc bầu cử sớm của nước Đức. Theo thông tin báo cáo của chính phủ Đức trong cuộc điện đàm mà sau đó bị Tổng thống Ukraine Zelensky nhanh chóng chỉ trích, Olaf Scholz kêu gọi Tổng thống Putin rút lực lượng khỏi Ukraine và bắt đầu đàm phán với Kiev nhằm mở đường cho một nền hòa bình công bằng lâu dài. Điện Kremlin cho biết cuối hội thoại diễn ra theo đề nghị của Berlin, và Tổng thống Putin đã nói với ông Olaf Scholz rằng bất kỳ thỏa thuận nào để chấm dứt xung đột cần phải tính toán đến lợi ích an ninh của Nga, không thể khác được. Còn học giả hàng đầu Ukraine tuyên bố nhà xuất bản Anh thì kiểm duyệt sự thật khi mà bản thân học giả này đã viết về một cuốn sách nói về một phơi bày về một sự thật cách mạng Maidan và một chính quyền ông Zelensky, một chính quyền nhân tạo, một chính quyền bị thao túng bởi phương Tây, không mang lại cuộc sống ấm no hòa bình cho Ukraine và không thể mang lại nền dân chủ như những gì cách mạng Maidan đã nói và phơi bày sự thật trong cách mạng Maidan. Thì bản thân nước Anh lại đưa ra kiểm duyệt và nói rằng những thông tin đó là không đúng, trong khi đó những thông tin mà học giả người Ukraine này đưa ra thì đều được các nhà bình luận phương Tây đánh giá là đúng đắn, và đây là con đường để mang lại hòa bình cho Ukraine chứ không phải là con đường phụ thuộc của phương Tây. Phương Tây tập thể luôn hô hào dân chủ, nhân quyền và tự do báo chí, nhưng chúng ta đều hiểu nó chỉ tồn tại ở trên online chứ không phải tồn tại ở trên thực tế. Phương Tây tập thể mà có dân chủ, có nhân quyền, quan tâm đến hòa bình và cuộc sống của nhân loại thì thế giới này không loạn lạc như thời điểm bây giờ. Trung Đông cũng không có nát bét như ngày hôm nay. Huyết mạch của thế giới, rốn rầu của thế giới, mà kết quả bây giờ là màn trời chiếu đất, cuộc sống nó khổ cực. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị và các bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.